Hương mừng quá, không 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 quên đó Hương. Mừng quá, mừng quá, mừng quá. Hương sai một chữ là đọc rõ là. Cái này nè. Hình như cái giống để đựng cái đó. Ở trên nhà em có cây không? Không phải cái cây. Ở trước cửa. Còn cây này cũng lớn. Cái này mùa hè, mình ra đây nó nắng. Về được nhiều xíu. Không, mình có miếng đất này. Một tùy đó. Ngon. Người đứng đó. Sắp ghế cho ông bà ngồi. Ừ. Sắp ghế lại cho ông bà ngồi đi. Cái nó quay vậy. Chị Linh on nữa mày còn đó. Ê cô ngồi phải không? Ngồi đây cái nha, bộ. Ok. Chào bà Thắng. Good morning. Good morning. Có cái túi Good morning. Cảm ơn Chúa, hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 12, cũng là giáng sinh gia đình. Chúng ta không biết là những ngày tới thánh phủ đóng cửa, mình không biết có còn nhớ mình outside hay không. Cho nên vì vậy rất là đột xuất, cho nên chúng ta hôm nay là giáng sinh gia đình và phát quà giáng sinh cho các em luôn. Cảm ơn Chúa. Hôm nay quý vị thấy có tivi mới, có dàn máy mới. Quý vị thấy cảm ơn Chúa là dàn máy mình nó hư rồi, cho nên tôi cậy ơn Chúa dâng cái này cho Chúa. Amen. Cho nên để cho nó hát âm thanh với ca sĩ mình trong nhà thờ cả năm nay không có ai không có được hát. Cho nên giờ phải có dàn âm thanh mới. Rồi chúng ta sẽ hát lời thần Chúa. Anh Thanh Kiều mục sư. Cảm ơn Chúa. Dân dân quan thuộc về Chúa. Xin Hội Thánh đứng lên chúng ta nghe lời của Chúa. Được chép trong Ma-thi-ơ một câu kinh thánh ở trong đoạn câu 23. Này một ghế đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy của Chúa, dối chúng con trong thời giờ này, chúng con đến với Chúa qua sự thờ phượng, xin Chúa ngài dẫn dắt chúng con, ban cho ban hát thờ phượng, ban nhạc, tất cả hội thánh chúng con tôn vinh Chúa, để chúng con ra mắt ngài buổi sáng hôm nay trong việc kỷ niệm Chúa Giêsu của chúng con cách đây hơn 2000 năm đã đến trong thế gian để giáng sinh nơi máng cỏ chuồng chiên hôi tanh khó chịu. Ngài phải trốn qua Ai Cập và thi hành chức vụ. Ngài chỉ chết trên cây thập tự giá và 3 ngày ngài đã từ cái chết sống lại. Hiện nay ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thai cho chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Trong thời giờ này chúng con đến với Chúa, xin Chúa ngài hướng dẫn hội thánh của Chúa như tất cả chúng con tôn vinh ngài, thờ phượng ngài từ tiết mục chương trình từ giờ đầu cho đến giờ cuối. Quy vinh hiển thuộc về Chúa chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Xin Chúa ngài ban phước cho các con cái Chúa. Nếu có ai đang trên đường đến đây kịp thì giờ để thờ phượng Chúa chung với chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời anh Vinh Hiển đến đây để đồng tôn vinh Chúa qua các bài thánh ca giáng sinh. Xin mời bác hát thờ phượng lên đây. Kính bảo Hội Thánh chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca Đón Chúa Giáng Sinh.
tục chương trình thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, kính mời thánh chúng ta cùng tôn vinh Chúa thay lời chúng ta tiếng hát thiên bình thánh ca số 85. Thank you.
Kính tạ ơn Chúa, chúng con vui mừng và tới tiếng hát lời chương này. Thì tình yêu thương của Ngài với chúng con vô bờ bến. Và buổi sáng hôm nay, chúng con rất vui mừng được nhóm họp dưới bề trên của Chúa để tôn vinh Ngài và kỷ niệm ngày của Chúa Giáng sinh. Tuy rằng đang bệnh dịch đang hoành hành khắp mọi nơi, nhưng Chúa ở cùng và giữ gìn cho chúng con được mọi sự bình an cũng như được dồi dào sức khỏe để chúng con tiếp tục hành với Chúa trong mùa dịch này. Xin Chúa hãy cất đi những sự đau yếu bệnh hoạn cũng như sự lo lắng rồi của chúng con ra khỏi mà chúng con, để chúng con được yên tâm và phục vụ cũng như là việc Chúa chúng con đang tạo ngày. Và tại đây xin Chúa hiện diện trong giờ thực hiện này. Xin Chúa ở cùng ban ơn ban phước trên vị tớ của Ngài cũng như quý ông bà anh chị chúng con được đầy dẫy ơn phước của Chúa. Chúng con đón nhận sự giáo đáo và dỗ của những ngày của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa để chúng con gia phó sự thờ phượng này trong tay Chúa. Chúng con thành kính hiệp nguyện nhận danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Và kính mời hội thánh an toàn. Thay mặt hội thánh có lời quan kính chào mừng hết thảy quý cùng quý ông bà chị em buổi sáng hôm nay đã đến đây thờ phượng Chúa một cách đầy đủ. Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta. Bây giờ mình Merry Christmas sớm đi ha. Merry Christmas. Merry Christmas. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà chị em, đặc biệt hôm nay chúng ta bước vào tháng 12, chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật trong tháng 12 có bà Lâm Thị Trân. Xin lỗi, dạ đúng rồi. Có Na Phạm, bà Nguyễn Hồng Bích. Bà Nguyễn Hồng Bích đâu? Dạ. Có đầy đủ không? Hana, anh Tăng Hồng Nhan, anh nhận nhau đâu? Happy birthday anh. Bà Lê Thị Trung, anh Phạm Anh Tốt, hello Tốt. Dạ. Happy birthday. Bà Nguyễn Thị Nga, đây tất cả những người sinh nhật trong tháng 12. Wow, vậy là lớn nha. Chúng ta sẽ hát Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hôm nay là chương trình Giáng sinh gia đình rất là đặc biệt. Mới hôm thứ Sáu là bắt đầu tổ chức rồi. Cho nên đó là quý bà đề nghị mục sư là phải tổ chức sớm, chứ không thôi là sợ chính phủ đóng cửa mình không có cơ hội gặp lại. Cho nên chúng tôi làm thứ Bảy chạy quá chừng luôn. Nhưng mà cảm Chúa mọi sự đều xong xuôi hết. Cho nên hôm nay rất là đặc biệt cho quý vị. Các em thứ gì sẽ có phần thưởng, có quà do cô Thiên Hương, cô Nhật Lan sẽ hát cho các em. Rồi ban phụ nữ thì có chừng Chủ nhật nữa, thì một hồi tới chừng tiết mục nào quý chị sẽ lên tiết mục đó. Thì trước khi chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục chương trình thì chúng ta có lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh thì xin mời hội thánh chúng ta dở ra ở trong Côn Tô. Quý vị giỏi là Côn Tô. Côn Tô thứ 11. Tên hết bà. Đâu có đó dữ vậy. Côn Tô thứ 11 là đoạn từ con 23 đến đây. Xin chúng ta giữ gìn trật tự. Sau đó tôi đọc Côn Thánh xong là xin mời quý vị từng người một lên đây để lấy tiệc thánh và xuống ngồi. Sau đó chúng ta sẽ hát bài tiệc thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nọt, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối rồi Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.
Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống kén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống tự xét đoán cho mình. Xin quý vị từng tự lần này lấy bà Tâm lên trước đi. Bà mời cháu Esther lâu quá rồi không có đàn. Esther đâu rồi? Esther lên đàn cái bài hát Triệt Thánh 370. Lucy bấm lên cái bài 370. Mời lên. Dạ, Úc Hân sẽ đánh bài 370, chúng ta sẽ hát, quý vị lên từng tự lấy Triệt Thánh. Chúa Giêsu con, xin Chúa tha tội lỗi chính con cũng như
sáng hôm nay chúng con đến với Chúa trong sự thờ phượng, chúng con đến với công việc thánh lễ tiệc thánh. Nếu có điều gì ngăn cản chúng con dự thánh lễ tiệc thánh trong thời gian này, xin Chúa ngài tha thứ tội lỗi chúng con, ngài cho chúng con đến gần hơn thiên ân nơi ơn phước của Chúa, ngài cho chúng con. Nếu có ai trong vòng chúng con cũng chúng con có thể làm mất lòng anh em chúng con, Chúa ngài cho chúng con hoàn thành lại để chúng con cũng hòa bình với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn ngài. Trong vòng chúng con có ai trong sự đau yếu, xin Chúa ngài chữa lành con nhân danh Chúa Giêsu Christ Nazareth, xin Chúa ngài chữa lành cho cô Trần cái đầu của cô cũng mệt mỏi. Chúa ngài biết tất cả những bệnh tình của con, ngài chữa lành cho cô trong thời gian này. Con trong danh Chúa Giêsu Christ Nazareth, amen. Chúa ngài cũng chữa lành cho cô Vinh đang nằm trên giường bệnh. Còn nhân danh Chúa Giêsu Christ Nazareth là bác sĩ đại tài, xin Chúa vì bởi lời phán của Chúa chữa lành cho cô trong thời gian này để cô được chữa lành. Chúng con cảm ơn ngài. Hallelujah. Còn nhân danh Chúa Giêsu Christ Nazareth, xin chữa lành cho chị Ngọc, chị của con Hồ bị ung thư đang nằm trên bệnh viện, sẽ đang ở nhà và cũng được khải quang, xin Chúa ngài chữa lành cho chị để chị được khỏe mạnh để hầu với Chúa. Chúng con cảm ơn ngài. Xin Chúa ngài cũng chữa lành cho cháu Bi, con của anh Phùng Long đã phẫu thuật xong và đang dưỡng bệnh. Xin Chúa ngài cũng chữa lành cho cháu để lưng của cháu được khỏe mạnh bình thường giống như lúc xưa, đi đứng bình thường, sinh hoạt bình thường. Chúng con cảm ơn Chúa. Alleluia. Con cầu nguyện cho cô Monica đang con dâu của bà Phạm Hữu Diệt bị bệnh ung thư giai đoạn thứ tư. Nhân danh Chúa Giêsu Christ đã đấng chữa lành, xin Chúa ngài thương xót, ngài ban cho anh thành viên có đức tin vào bệnh viện, có đức tin đặt niềm tin nơi Chúa, và xin Chúa ngài chữa lành cho cô để cô khỏe mạnh trở lại để thao từ Chúa hầu việc ngài để dành chung vinh hiển. Chúng con cảm ơn ngài. Sáng nay con xin Chúa chúc phước cho hậu thánh của Chúa. Chúng con giữ tiệc thánh để chúng con nhớ đến Chúa, để chúng con tự xét lại lòng mình và chúng con sẽ bước đi và đem tin mừng của Chúa cho nhiều người thương mất. Xin Điện Chúa từ nay cho đến ngày Chúa trở lại, chúng con cảm ơn ngài. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý vị chúng ta dỡ cái miếng giấy kiến nhỏ ra trước để quý vị có thể lấy cái bánh ra. Quý vị lấy lên kia chưa? Xin tôi sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ tiếp tục tiệc thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm ngày bị nộp lấy bánh tạ ơn và bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin mời bánh chúng ta đồng dự. Sau đó quý vị sẽ kéo cái miếng giấy bóng lên, miếng giấy gì ra, mở ra. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết của ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin hội thánh chúng ta đồng dự. Xin chúng ta cùng nguyện chung và cùng nguyện với sư đại. Là cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở trên trời. Xin cho chúng con hôm nay và chúng con xin tha lỗi chúng con vì chúng con tha cả bằng tội lỗi chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ trong túi chúng con thờ ghé vì nước nguyên điều thiện của cha đời đời phục vụ. Mời hội thánh ăn tỏ. Ở phía sau có cái tiệc thánh, xin một hồi quý vị ra về quý vị nhớ lấy tiệc thánh của tên của mình trên cái bàn, để về mình không biết có phải nhớ online thì ở nhà mình có cái tiệc thánh này để mỗi tháng mình dự. Tôi extra cho 3 tháng mà không biết nếu mà Chúa cho mình nhốt outside thì mình cứ tiếp tục nhốt outside. Xin cảm ơn quý vị. Trong khi giờ này thì chị Hồng Linh sẽ cầu nguyện cầu thai cho thắng. Con kính lạy ba ngôi thiên ân Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời chủ thể của chúng con, đã đấng chúng con
con kính và tôn thờ. Chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa vì lòng thương xót của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì cả tuần lễ qua Chúa cũng gìn giữ quý ông bà anh chị em chúng con ở trong bóng cánh toàn năng của Ngài, cho chúng con được khỏe mạnh để sáng hôm nay thì chúng con trở lại hầu việc Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa ngày cũng thương xót, tha thứ cho chúng con những ngày qua, những lời ăn, tiếng nói của chúng con, những hành động, những việc làm của chúng con. Nếu chúng con làm không đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ngày thanh tẩy chúng con qua dòng thuyết báo của Ngài buổi sáng hôm nay, để rồi lòng của chúng con được vui tươi, vui thỏa, và chúng con thờ phượng Chúa, nguyện danh Chúa được vinh hiển. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng. Ôi Chúa ơi, buổi sáng hôm nay xin Chúa ngày thương xót cho những nan đề buổi sáng hôm nay chúng con nêu ra, thì xin Chúa ngày thương xót và nhận lời chúng con. Chúa ơi, trong tình hình dịch bệnh này có rất nhiều người đã đi vào cõi chết. Chúng con biết rằng có một số người là con cái của Chúa, khi qua đời thì sẽ được về với Chúa ở trong nước vinh hiển đời đời của Ngài. Chúng con vô cùng cảm ơn Chúa. Nhưng xin Chúa ngài cũng thương xót đến những người chưa được cứu và chưa mở lòng ra để tiếp nhận Chúa là cứu Chúa của đời sống mình. Thì xin Chúa ngài cũng thương xót, ban Thánh Linh, ban thần quyền của Ngài đến cùng mọi người và mở mắt, mở tai thiêng liêng của họ, để họ nhận sớm nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa là đấng đáng tôn thờ, để cho linh hồn họ cũng được cứu để trở về nước của Ngài, ở trong nước vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Buổi trưa chúng con cũng nghe qua những ông bạn chị em chúng con đang nằm ở trên giường bệnh, cũng như là bác Lực đã nêu ra những vị mục sư và tất cả thân tín hữu chúng con đang cũng bị mắc vào căn bệnh này. Thưa ôi, xin Chúa ngài cũng thương xót. Nếu có ai đang bị đau ốm ở trong người, xin Chúa ngài cũng thanh tẩy và cất đi mọi sự bệnh tật, để rồi họ có cớ lớn tiếng mà gọi khen Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Điều chúng con không thể làm gì được vì những sự này quá lớn đối với chúng con, nhưng chúng con biết rằng không có chi không thể mà Đức Chúa Trời của chúng con không làm được. Ngài sẽ làm được mọi sự, vì Chúa là có danh là Đức Chúa Trời quyền năng, chủ tể của muôn loài. Ôi Chúa ơi, xin thương xót cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con có một ngày lễ để chúng con nhớ đến Chúa trong kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Và chúng con có một mùa Giáng sinh thật vui tươi, thật đầm ấm và hạnh phúc. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng thương xót cho những ai đang ở trong mùa này, cũng được sự ban sức cho Chúa trên những vị lớn tuổi, cũng như ban thanh thiếu niên, cũng như là các em nhỏ cũng được Chúa gìn giữ. Để rồi ở trong những ngày tới chúng con sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa ở cùng chúng con, và Chúa sẽ xua tan những bệnh dịch, những gì mà xung quanh chúng con, để rồi cho chúng con được mở cửa, mọi thứ được mở cửa trở lại bình thường, để đời sống của chúng con sống được vui thỏa, được thờ phượng Chúa một cách tự do mọi bề. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngài cũng chúc phước trên mục sư quản nhiệm của chúng con, đầy ơn và có lời của Chúa ở cùng, và thần linh của Chúa cũng chúc phước trên đời sống của gia đình này, nhất là cô Nhật Lan, cũng như là đang làm ở trong bệnh viện, cũng rất là gần gũi với những người đang bệnh, có bệnh nan y, thì xin Chúa ngài cũng thương xót bảo vệ gia đình này, cho cô Nhật Lan cũng được sự chăm sóc của Chúa. Chúng con cảm ơn ngài, và xin Chúa đầy ơn trên gia đình này. Chúng con cảm ơn cha. Và Chúa ơi, chúng con cũng nhớ đến một số ông bà anh chị của chúng con không có mặt ở tại đây buổi hôm nay, cũng như không biết vì lý do gì, thì xin Chúa ngài biết tất cả, và xin Chúa ngài cũng thương xót nhắc nhở với ông bà anh chị của chúng con nhớ đến những ơn phước của ngài. Và trong những năm tháng qua Chúa đã gìn giữ cho đến ngày hôm nay, thì xin Chúa ngài cho động lòng họ và cho họ sớm trở lại để thờ phượng Chúa, để đời sống của họ được thấy phước hạnh. Chúng con cảm ơn cha vô cùng. Buổi sáng hôm nay chúng con cũng có một số tiền dân. Trong những ngày qua chúng con, dù mặc dù chúng con không có đi làm, nhưng chúng con cũng được sự tiếp trợ từ nơi Chúa. Và Chúa cũng cho chúng con cũng đầy đủ mọi phương tiện, chúng cho chúng con đầy đủ dư dật mọi bề. Ôi Chúa ơi, đó là lòng thương xót của Chúa đối với chúng con.
chúng con biết lấy chi đền đáp ơn của Ngài. Xin cho chúng con hầu việc Chúa với tất cả tâm thần lẽ thật của mình, và tất cả những gì chúng con có ngày hôm nay là do Chúa ban cho chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho vui lòng nhận lấy những gì mà chúng con dâng cho Chúa, như là tiền bạc, vật chất, cũng như tất cả mọi thứ chúng con có thể làm ở trong khả năng của mình. Và xin Chúa Ngài cũng tiếp trợ cho chúng con. Quý ông bà anh chị em nào của chúng con không có công ăn việc làm, thì xin Chúa Ngài cũng mở đường và cho quý ông bà anh chị em chúng con có được công ăn việc làm, để có thu nhập ổn định, để cho gia đình được một sự tốt đẹp trong ý thánh của Ngài. Xin cho chúng con dâng đời sống mình và linh hồn của chúng con, tất cả những gì tốt nhất dành cho Chúa buổi sáng hôm nay, xin Chúa vui lòng nhận lấy số tiền dâng của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Và ở thời gian nữa chúng con sẽ ra mắt Chúa trong lời của Ngài, sẽ có chúng con sẽ nhận lấy lời của Ngài là linh lương, để cho linh hồn của chúng con được rỗi và chúng con được vui mừng, vui thỏa ở trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa đầy ơn cho mục sư buổi sáng hôm nay, và chúc phước trên quý vị ông bạn trên chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Chúa cầu thay cho chúng con mọi điều mà chúng con không thể nhớ đến. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời hội thánh hoàn toàn. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Hương đứng lên đây là muốn cảm tạ ơn Chúa, là khi mà Hương nhìn đến các em thì Hương rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh đã cầu nguyện, cầu thay và nuôi dưỡng các em cho đến ngày hôm nay. Còn rất tiếc là mùa Giáng sinh này mình không có được nghe các em hát, mình không có nghe được các em diễn kịch. Mặc dù vậy là trong suốt một năm các em đã có tinh thần học hỏi lời Chúa, các em đã có tinh thần hầu việc Chúa qua việc đánh đàn, qua việc rồi làm trước khi thì làm conferency, rồi tất cả các em đều có phần hầu việc Chúa, không có cách này thì cách khác. Hội Thánh Hòn Son có một phần quà nho nhỏ gửi đến các em. Đây là lấy tinh thần khích lệ cho các em trong những ngày tháng sắp tới. Mặc dù là chúng ta có những cái khó khăn xảy đến, nhưng mà cô Hương mong rằng các em vẫn yêu mến Chúa. Mặc dù có đi nhóm nhà thờ hay không, ở nhà cũng vậy, học hỏi lời Chúa qua cách là các em đọc kinh thánh.
thông cảm cho các em. Hôm nay Hội Thánh Lò Xo thì tổ chức lễ Giáng sinh, cũng như là các bạn xem cũng biết là mục sư cũng thông báo là hôm nay là cái ngày có thể là chúng ta gặp mặt, rồi không biết là còn hy vọng rằng Chúa cho chúng ta, sắp xếp cho chúng ta được họp nhóm Hội Thánh trong những ngày gần tới, sắp tới, gần hơn, ngắn hơn mà chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng mà cho nên là Hội Thánh Lò Xo tổ chức Giáng sinh hôm nay sớm. Đây là một phần quà nho nhỏ mà cô Hương xin được phép đại diện cho ban thiếu nhi, các em nhỏ nhỏ dưới high school phát quà cho các em. Không biết là các em ở bờ hôm nay có ở đây hết không thì cô Hương đọc tên nha. Nếu mà không có các em thì cha mẹ lên lãnh giùm. Dạ. Em David Lâm. David Lâm. Dạ. 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 Không đi là ba con đây lít. Đó là David Huỳnh. Rồi. Ừ. Landon. Phải kêu cũng đúng rồi. Landon không có tới, ba mẹ cũng không có luôn. Vậy thì ai sẽ giữ cho Landon? Cô Trăng đi. Cô Trăng mới gần đó. Dạ. Hả? Gọi thôi, nó lên đi. Cô Trăng này gọi cô Linh đem lên đây. Dạ, sao bỏ để cô Trăng nó chạy xe cho bo bo bo. Cho chạy lên nhé. Nít tăng. Ba đứa tăng. Cho anh Ngọc cũng là một gia đình luôn phép mà. Cho anh Ngọc và Nít Tăng. Dạ. Nít Clarion. Em bé Trần Vi ở ai ở gần nhà bác Đức không? Đức là Úc Linh ha. Hai ái là con anh Ngọc á, cháu anh Ngọc chứ. Này cháu anh Ngọc lộn rồi, lộn rồi. Cháu Ngọc đưa một sư ghé ghé đưa nhà. Cháu Ngọc. Vi em bé Trần. Hai đứa đi cho tiếng đi. Cứ giữ lên đây từ từ nữa. Ok rồi. Rồi. Declan Hồ. Yeah. Big man. Yeah. Wow, good. Sao nhỏ vậy con? Đúng rồi. Còn single là còn có quà. Daniel. Yeah. Hannah Phạm. Cảm ơn. Vision and Henry Hall. Yeah. Henry là
Sang Phân là ngồi băng danh dự. Đưa qua tranh luôn. Tại vì ai kêu chị ở trên đó hả chị? Đại diện cho em chót hả? Ủa sao nãy không thấy chú chú, tên chú chú? Trời chú chú có gì nữa? Ủa mẹ cấp luôn á. Nó có nhiều quà quá rồi. Bắt tay đi nha, trao quà bắt tay đi nha. Mẹ bắt tay con luôn nha. Không, tại vì Chô Chô đang đường bay Hàn Quốc về đây. Đó. Nam diễn viên Morisuki Hàn Quốc. Chào chào ba má luôn. Cái gì cũng đẹp luôn, cái khăn khẩu trang cũng đẹp luôn. Đẹp đều luôn, đẹp đều. Dạ. Amen. Mà cái bao đỏ đỏ nó đẹp dữ lắm ngoại. Phần thưởng này thấy đích đáng mà cũng chưa thấy đích đáng, phải tăng lên 50 phần thưởng này là phải tăng được ta
đi đập đường mà đi đập đường mà bị rớt rồi. Ai người chung bị rơi chứ phải bị rớt bà. Bị rơi thôi. Bị rơi chứ. Rơi rớt rồi. Rơi rụng chút xíu. Rơi rụng chút xíu. Là hai phần đường này là hai phần đường định đáo. Quá giỏi luôn. Mục sư trao cho hai phần thưởng này cho hai cô. Cô quá giỏi luôn. Cái lời khuyến khích. Đúng rồi, đúng rồi. Chụp hình, chụp hình nha. Cảm ơn cô học cô Tranh. Từ quan hảo mà cô Tranh. Để anh lấy chụp hình luôn nha. Mở mắt. Đứng xa xa ra chứ. Rồi. Cảm ơn Chúa. Và đây là phần thưởng trung tín trong sự đi nhóm trường thứ nhật và nhóm phụ nữ. Và trước khi phát phần thưởng này tôi hỏi là sáng nay đã có cuộc thi Kinh Thánh và đã có 3-4 người tham dự rồi. Bây giờ còn ai dự thi mà Kinh Thánh nữa? Cô Hồng Ân, còn ai nữa không? Cô Bích. Cô Bích, còn hai người nữa. Nên chi bây giờ tôi không có thể nào tổng kết được còn hai người nữa. Yeah. Nhưng mà tôi tin thế này, cô Hảo ấy, có cần phải thi lại không? Để chiếm cùng đấy nhé. Tại vì... công bằng. Xong rồi, xong rồi. Cô Hảo, hai cái, một cái thi đọc và một cái thi viết. Tới giờ rồi, tới giờ rồi. Đâu rồi, tí nữa không sao, kéo dài nên mình kéo dài tí mà sao, có cái gì làm sao. Thành ra đó, thì nếu mà cô Hảo muốn tranh giải nữa, xin cô Hảo thi lại và thích đọc. Vì đọc á, thì không thể nào mà viết, không thể nào bằng đọc được. Mặc dù hai người bằng nhau, nhưng mà tôi cũng không thể nào cho cái người viết với người đọc bằng nhau. Đó. Thành ra cô Hảo muốn chiếm giải nhất nữa, đồng hạng nữa. Thì cho cô Hảo thi lại là thi đọc. Nếu đọc mà nó bị chuột là sao? Thì tôi thích chuột. Tốt bạn. Tốt bạn. Tăng nào cũng phải xuống. Nếu mà tôi sẽ hai cái đều cô Hảo đều thi viết cũng là treo bằng lên. Nhưng mà tôi sẽ tốt bằng lên. Làm sao đây? Dòng đọc phải thích dòng đọc. Nếu mà dòng đọc bây giờ cô Hảo không thi lại thì thầy thích dòng đọc cô Hảo. Chứ không thể nào mà tôi thi được. Anh đọc là hơn. Tôi đọc đó. À, nó không đưa ra. Bây giờ nói đó, tôi thi lại. Thành ra bây giờ cho tôi lại. Dạ. Thành ra cái người khi khi đọc đó mà có 1-2 lỗi đó thì cũng bằng khi viết tôi phải thế này. Đó, người khi đọc mà người tôi dâng lên lời cảm tạ anh Chúa là thế này. Cô Tranh đó, đáng nhẽ cô tiêu chuẩn của cô chỉ đọc 8 câu thôi. Nhưng mà cô đã đọc 16 câu. Và cô chỉ sai mấy lỗi sơ sót mấy cái lỗi như là sẽ rồi thôi chứ không có quan trọng. Và nếu mà cô Hảo không thi lại đó thì hai người sẽ hạng nhì được. Thôi chịu đi. Cô kia thương hạng nhất tôi và cô Linh là khuyến khích và Tâm cũng khuyến khích luôn. Và Tâm cho đọc từ khi trên 21 thì đọc khi trên 23. 21 đọc 23. Cảm ơn Chúa. Mà nếu được á thì Tết này chúng ta sẽ học Thi Thiên đoạn 1 chỉ có 6 câu thôi. Ở đây biết con đọc Thi Thiên đoạn 1 nhé. Tôi nói về Tết này học Thi Thiên đoạn 1 khuyến khích giống mà đọc. Nhưng mà khỏi đọc 16 câu thôi. Có hay không thì chưa biết. Cái đó là tùy thủy quý của ba phụ nữ. Nếu mà thủy quý không cho này là thể tìm, tôi sẽ tìm ân nhân để phát phần thưởng tập trung cũng được. Chào bạn. Hay là khó rồi. À rồi, có nhiều ân nhân lắm. Thi là có. Dạ, thi là có. Bây giờ tôi xin phát trung tín. Về hạng nhất trung tín đều đặn nhất. Xin mời bà Thu Trần. Mẹ đang đỡ con mà với hai hơn một là phải rồi. Cái thứ nhì, dạ được rồi. Hai hơn một thứ nhì là cô Tranh. Cô Tranh. Yeah. Hàng nhất là được 30 nữa nè. Hàng thứ nhì 15 lắm. Hàng thứ ba. Cô Bích.
Ủa sao thiếu con? Hương nữa. Thiên Hương, chị Thiên Hương làm gì ra hả? À, đúng à, có à. Thiên Hương phải có đó, không thôi à. Giận dữ lắm à. Chị Thiên Hương đọc hồi nãy giờ đọc hết 16 câu mà. Thiên Hương trả bài đàng hoàng mà. Kinh thánh lúc này là đi nhóm trường chủ nhật. Chị Hương có được bao nhiêu đoạn? Thu Hương. Thôi bây giờ bà đưa đại đi, bà đưa hết đại sắp có luôn đi. Thì Nga và Trung và Đông Thiên Thương chị đôi đi. Không có sát tại bác không có đi không giống trường chủ nhật. Dạ, cái này trường chủ nhật. Rồi, bây giờ thì như hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. Dạ, chị tan rớt luôn. Xin mời những người xin kinh thánh vô đây để chúng ta tôn vinh Chúa. Đây con phục đây con lên. Xin mời lên. Chúng ta cùng tập trung lên Chúa. Dạ không, không có thi. Đọc dạ. Đọc lên đây chúng ta tập trung mời cô Hồng Linh, Hồng Bích, Hồng Linh. Đi hơi hồi sau giờ nhóm cái thi. Đồng về thôi con đứng đây nha. À, đứng xa xa, đứng xa xa, đứng xa xa. Ta cùng đọc tôn vinh Chúa đi thiền 91. Học lòng, bà có thua không? Không nào lấy học á, thường chưa? Không thủ thì ngồi đọc theo. Về lên đọc được chấp nữa thi. Mà cứ khi đọc được câu nào thì đọc.
Thiên Thánh theo tên là Matthew đoạn 1 từ câu 16 đến câu 24. Đức Chúa Giêsu giáng sinh. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy: khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng những người ban xấu đàn con đem để miệng. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, và đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở cho đến khi người sinh một trai và đặt tên là Giêsu. Kính chào Hội Thánh, cảm tạ Chúa, Chúa đã cho chúng ta tổ chức một buổi Giáng sinh ngày hôm nay thật vui vẻ. Và trong suốt năm vừa qua chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài luôn luôn yêu thương và ban phước cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân chúng ta. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương Hội Thánh chúng ta, đã ban cho đầy tớ Chúa là ông bà mục sư Châu Văn Phước đã tận tâm lo cho Hội Thánh và cũng như giảng dạy lời Chúa cho chúng ta. Và đại diện ban phụ nữ, chúng ta gửi đến mục sư món quà nhỏ và cầu xin Chúa ban phước cho ông bà mục sư sức mới, ơn mới trong năm 2020-2021 và mãi mãi, cho và mọi người sẽ ông sẽ được ơn để cầu nguyện cho mọi người tin nhận Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa, xin kính mời ông bà mục sư. Và khích lệ mục sư thủ quản thôi chứ không có khủng khiếp đâu mục sư. Và chúng con cũng cảm tạ Chúa đã khiến đưa cho chúng con một bác lực giàu lớn tuổi, nhưng Chúa cũng đã cho bác có sức khỏe đầy tràn cũng như được nhiều ân tứ để giảng dạy lời Chúa cho chúng con. Và chúng con đại diện cho ban phụ nữ xin kính chúc hai bác cùng gia đình được nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng trong mọi sự. Và ban phụ nữ cũng có món quà gửi đến bác, xin mời bác. Đếm.
Quên hết. Xin Chúa gì? Dạy chúng con biết đến các ngài. Xin Chúa dạy chúng con biết đến các ngài, hầu cho chúng con có sự khôn ngoan. Đây là thấy lợi dụng vì những ngày là xấu. Nhìn được là cái gì cũng đẹp hết á. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn lắm. Lực đẹp quá. Lực đẹp lắm. Đây con chuyển cho con chuyển. Hả? Đưa con chuyển ra. Bông không. Anh lên tôi có chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Thiên Hương chưa có hả? Thiên Hương chưa có hả? Dạ. Chương trình là đáng lý là hội thánh lên trước chứ sao ba phụ nữ lúc nào cũng nhanh chân nhanh tay không bằng. Lúc nào cũng đi lên trước rồi. Thế như vậy bây giờ cái này á là đáng lý ra đó là mỗi năm đó là cái tháng 10, không biết hội thánh có nhớ không, tháng 10 là mình tổ chức về appreciation pastor appreciation á cho mục sư á. Nhưng mà mình năm nay mình không có tổ chức được là tại vì dịch, cho nên là mình để dành cho đến cái ngày lễ Christmas mình tặng mục sư luôn, mà Christmas mình cũng không tổ chức được luôn. Mình tổ chức ngày hôm nay cho nên là hội thánh có một phần quà nho nhỏ gửi đến ông bà mục sư. Xin ông bà mục sư nhận và cảm tạ ông Chúa rất là nhiều về công lao hồng của Chúa và mục sư đối với hội thánh hội phần. Hai nhận. Tại vì năm nay tài chính là eo hẹp quá cho nên mục sư cũng nhân cái này lại cho. Không, không có tùy mục sư đi sao đi. Đi sao đi, mục sư cứ chặn trước đi. Dạ, mục sư cứ chặn trước đi. Dân dân cho Chúa là sao đi? Chặn đi, cứ chặn đi. Chặn đi. Xin Chúa ban phước cho là vậy, ban chấp hành cũng như hội thánh cho chúng ta tại đây. Amen. Amen. Phước thọ lộc khang lên. Tôi sư nhận hết rồi. Sau này còn ai gì nữa không? Xin hội thánh tí nữa là nhóm sau xin lại lại tấu khắc qua. Tấu ông có chữ phước đâu. Miếng bia nữa, cho nên quý vị nào mà chưa có quà thì hy vọng là tới lì xì miếng bia thì chúng ta sẽ tính tới ha. Cảm ơn Chúa trong quà những giây phút rất là vui, rất là đặc biệt. Trong hôm nay không có hát nhiều, hy vọng là những ngày tới nếu mà chúng ta sẽ tổ chức Giáng sinh online, chúng ta sẽ live tại nhà thờ, thì tôi xin mời những ca sĩ ở trong hội thánh đến để hát live luôn. Là đến hát xong rồi mình về cũng được, thì người ta cho là tụ họp là ba gia đình, cho nên đó là mình có thể băng nhạc mình với một số anh chị em ở trong hội thánh đến để hát. Thì năm nay tôi hy vọng là sẽ không tổ chức ở nhà mà tổ chức tại nhà thờ, có anh Tú rồi giúp đỡ để like luôn. Còn mình không biết tổ chức như thế nào, nhưng mà nếu mà Chúa cho mình cứ tiếp tục mà được nhóm ở ngoài trời này thì cứ tiếp tục ha. Cho nên mỗi tuần thì có cái phần báo cuối cùng sao để cho quý ông bà anh chị em biết để cái tình hình mình phải theo cái chính phủ ở đây, tại vì họ cho phép thì mình phải đi thờ phượng Chúa. Cho nên xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, đặc biệt là chúng ta sẽ học lời của Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Đề tài là con trời giáng thế. Xin quý vị cùng tôi dở ra ở trong câu gốc Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 11, nhưng mà tôi sẽ thích đoạn khúc thôi, chúng ta sẽ đọc
ở trong tại chương trình để chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Hôm nay bài giảng sẽ ngắn thôi, không có dài lắm. Xin quý ông bà chị em giải ra trong cái tài chương trình có câu gốc chúng ta đọc hai lần ngắn ngủi thôi. Chúng ta cùng nhau khởi sẽ đọc. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Chúng ta đọc lại lần nữa. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Chúng ta hiểu ý để cộng đồng. Lạy Chúa, giáo chúng con một lần nữa, chúng con đến với Chúa và lời Ngài xin Chúa sức dầu trên môi miệng con cũng như để dạy Thánh Linh trên hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa trong mùa dịch, Chúa đã di chuyển anh chị em chúng con, quý ông bà chị em chúng con được bình an và một buổi Giáng sinh gia đình thật ấm cúng. Xin Chúa cứ tiếp tục ban cho dịch lễ sẽ chấm dứt để chúng con cũng tiếp tục để được thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật được gặp nhau. Xin Chúa ngày ban phước từng gia đình anh chị em chúng con được vui vẻ hạnh phúc trong mùa Giáng sinh một cách phước hạnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Nếu ai trong sự đau yếu xin Chúa chữa lành, nếu ai ở trong sự thiếu thốn xin Chúa Ngài bù đắp lại, Ngài tiếp trợ cho anh em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nếu ai trong sự lo âu lo buồn thảm xin Chúa Ngài Thánh Linh Ngài giúp lại, Ngài thương yêu, Ngài an ủi anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và xin con Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng con qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính con nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói đến ba điều trong cái đề tài con trời giáng thế trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 16 đến câu 24 mà chị Hồng Ân đã đọc qua. Điều thứ nhất chúng ta học là Chúa Giêsu đến được gọi Ngài là vua, the coming of the king. Thứ hai, Chúa Giêsu đến để thế gian theo mệnh lệnh của một vị vua, the command of the king. Và cái thứ ba là làm thế nào để tiếp nhận vua trời, I'll respond to the king. Quý ông bà chị em biết trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 16 nói đến Gia-cốp. Nói đến Gia-cốp. Gia-cốp là son Joseph, là chồng Mary. Gia-cốp không phải là tổ phụ đâu nha, mà Gia-cốp là thân ông Joseph và ông Joseph là chồng bà Mary. Mary là người sanh Đức Chúa Giêsu, gọi là Rich. Rich là chịu sức giàu, là vua. Và Chúa Giêsu sanh ra từ dòng dõi vua David và trị vì đời đời. Amen. Làm sao là chúng ta thấy làm vua đó, ngày hôm nay ai cũng cần làm vua hết, mặc dù mình không có làm vua được, nhưng mà người thế gian ai cũng muốn làm vua. Người ta nói 10 người Việt là 11 người muốn làm vua rồi. 10 người Việt mà 11 người muốn làm vua rồi. Cho nên làm vua là đạt đến tột đỉnh của vinh quang và quyền lực. Làm vua, làm tổng thống, làm quốc trưởng, làm chủ tịch là một cái ngôi vị mà con người đang tranh giành nhau. Ở Hoa Kỳ cứ 4 năm chúng ta thấy các ứng cử viên tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, thị trưởng đã bỏ ra hàng tỷ, hàng tỷ, hàng triệu đô la để mà tranh giành cho được cái chức vụ này. Chẳng hạn như là tổng thống Trump, rồi ông Joe Biden đang tranh cử tổng thống mà tới ngày hôm nay đang kiện tụng, rồi chưa biết ai trả thờ tình tổng thống vào ngày 4 tháng 12 này. Cho nên quý ông bà anh em biết, nhưng mà đó là thế gian, người ta tranh giành, người ta muốn làm vua. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta làm Chúa của các vua, tổng thống của các tổng thống. Ngài không dùng sức mạnh của chính trị, của đảng phái, của vũ lực, của quân đội, của đồng tiền, của thủ đoạn, của mánh lới để đoạt được. Nhưng mà Thánh Kinh cho chúng ta biết buổi sáng hôm nay, đó là Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng có sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời nên nắm giữ. Chính vì Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Nếu mà Chúa Giêsu đến chỉ hạ mình, sống với nhân loại mà không tình nguyện bỏ mình, tức là chết để mà đền tội cho chúng ta, thì việc giáng sinh của Chúa cũng không đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi gì hết. Và điều đầu tiên chúng ta thấy
con trời giáng thế và Chúa Giêsu đến được gọi là vua. Quý vị đọc lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 20 đến câu 24 thì chúng ta thấy Kinh Thánh nói gì? Tên là Giêsu. Tên là Giêsu, con trai ấy sẽ làm gì quý vị? Con trai ấy thì sẽ làm gì? Sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Con trai đó được gọi là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, God with us. Và đứng cứu thế này là vua mới có thể cứu chúng ta, quý ông bà chị em. Một người bình thường không thể cứu chúng ta được. Là đứng cứu thế, cứu dân mình ra khỏi tội rồi. Tên của Chúa Giêsu được gọi là God is salvation. Cứu ước thì gọi là Đấng Messi, Đấng cứu thế, Ngài là Đấng yêu thương, Ngài là Đấng tha tội, Ngài forgiveness. Chúa đến Ngài giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và ra khỏi cái luật pháp hay gọi là án phạt. Định người, tiền công của tội lỗi là sự chết. Đã định rồi, tiền công tội lỗi là sự chết, và sự chết đời đời nơi quả ngục. Và như vậy Chúa đến để làm gì? Tha tội cho chúng ta. Chúa đến để tha tội cho chúng ta. Chúa đến để chết đền tội cho chúng ta. Chúa đến để mang án phạt cho chúng ta. Vì nếu mà mình phạm tội là đã định cho là người phải chết một lần rồi, chịu đau xét. Vì vậy cho nên phạm tội thì phải chết. Và cái điều đầu tiên chúng ta thấy Emmanuel, nghĩa là God with us, Chúa ở cùng chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước, Tân Ước gọi Chúa là Emmanuel. Mà Emmanuel là đấng ban cho loài người. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một con ngày, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Tin con ấy là Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu, Chúa yêu nhân loại, ban con Ngài là Chúa Giêsu, là đấng cứu thế, là vua trên vương vua, Chúa và con Chúa, ở trong câu gốc chúng ta đọc ở Mỹ Lít. Cái thứ hai, Đức Chúa Trời gửi Đức Thánh Linh đến. Trước khi Chúa Giêsu đến, Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh, hay gửi đến Đức Thánh Linh đến với con người qua tín nữ Mary, gọi là Holy Spirit. Và sau đó Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu đến trở thành một em bé và lớn lên và cứu rỗi chúng ta, tha tội cho chúng ta. Như vậy chúng ta thấy là đó gọi là vua giáng trần, phải không? Con trời giáng thế, vua giáng trần. Cho nên điều đầu tiên Chúa Giêsu đến, Ngài đến được là Emmanuel, Ngài đến để tha tội cho chúng ta, là đấng cứu thế, cứu dân mình ra khỏi tội. Amen. Vua trên trời mới có thể. Tối thứ sáu mình đã học giáo dục thần học rồi, mình nói đó. Kinh Thánh trong câu của các sứ đồ nói gì? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho là người để chúng ta phải nhà đó mà được cứu. Những cái giáo chủ trên đây là lập rồi, chết cũng nằm đó, xương họ cũng nằm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu từ trời, đấng từ trời, vua từ trời đến thế gian để chết cho chúng ta và sống lại chúng ta. Amen. Amen. Vì vậy cho nên chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, chỉ duy nhất là Chúa Giêsu là con đường, là trong Văn đoạn 14 câu 6 đó, Chúa Giêsu nói gì? Ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống, cha bởi ta không ai đến cùng cha. Quý vị hay rõ ràng, Chúa là đường đi, không phải đường nào cũng về đó mã thôi, chết đó. Đi xong xe mà đi xuống lạc xuống xa Sacramento là tác tiến rồi, phải không? Yeah. Cho nên đừng có nói đường nào giờ mà có chuyện đó. Chúa là con đường, mà Chúa nói hai con đường nhiều người, con đường rộng thì đến, khoảng khác thì đến, đến sự chết, sự chết đời đời. Chỉ có đường hẹp thôi mới đến sự sống, mới đến thiên đàng thôi. Cho nên Chúa Giêsu là con đường,
Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu God is salvation và Chúa Giêsu là Emmanuel ở với chúng ta, và Chúa Giêsu nói ta sẽ ở cùng các ngươi luôn đến tận thế. Quý ông bà cho đấng nào có một giáo chủ nào dám nói cái câu đó không? Không. Chỉ nhất những Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trước khi về đời người nói ta sẽ ở cùng các con cái lúc tận thế. Và Chúa sai Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. Chúa nói ta đi là ích lợi cho các con. Nếu ta không đi, Đức Thánh Linh sẽ không đến cùng các con. Và vì vậy Chúa đi, Chúa sai Thánh Linh bây giờ. Chúa Thánh Linh đến ở với chúng ta, an ủi chúng ta trong lúc khó khăn, ban cho chúng ta niềm vui trong lúc chúng ta được vui mừng. Đó là điều thứ nhất. Chúa Giêsu đến, Ngài được gọi là vua, the coming of the king. Cái thứ hai, Chúa Giêsu đến thế gian theo mạng lệnh của một người vua, the command of the king. Có người đang sống một cái cảnh rất là lầm than, ngay cả chúng ta đang bị dịch lệ. Everything time we feel alone, trapped by the temptation, problems. Nhưng mà những khó khăn, sống buồn bã, sống đơn độc. Nhưng mà Emmanuel, Emmanuel ở cùng chúng ta, thông cảm với chúng ta, chia sẻ với chúng ta. Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài mang thân xác của con người giống như chúng ta, mà Ngài không hề phạm tội. Nhưng Ngài cũng được gọi là vua. Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến câu 20, lời của Chúa nói gì? All authority in heaven and on earth has been given to me, and surely I am with you always. Tất cả quyền lực trên trời, tất cả quyền lực dưới đất đã giao cho tay ta. Đây, Kinh Thánh nói, Chúa nói rõ ràng. Và Chúa nói ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Chỉ có ai có dám nói được? Chỉ có Chúa Giêsu là vua trên muôn vua. Tất cả quyền lực trên trời dưới đất đã giao cho ta. Amen. Chúa Giêsu quyền lực trên trời dưới đất giao cho Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là Chúa. Và quý ông bà chị em, Chúa có một đấng nào mà có quyền lực một mình thờ một đấng có quyền lực không? Không. Dưới thế gian không có. Duy nhất chỉ có vua trời, chỉ có con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu là vua. Tất cả authority in heaven and on earth has been given to me. Và Chúa hứa always sẽ ở cùng with you always. Vì vậy Emmanuel là một hy vọng lớn cho quý vị. Trong tuyệt vọng, trong lúc sự khó khăn, trong lúc dịch lệ, trong lúc mình khó khăn, mình đủ thứ chuyện hết. Quý ông bà chị em ơi, quyền lực trên trời dưới đất nằm ở trong tay Chúa Giêsu. He has all authority. Dù đến thế gian là một baby, một baby, nhưng mà authority nằm ở trong tay Chúa Giêsu của chúng ta. King of King, Lord of Lord. Amen. Vì vậy cho nên Thánh Maria quả quyết rằng Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời đã hứa cho mọi người. Qua Adam thứ hai cất lấy tội lỗi thế gian, Adam và Eva thứ nhất đã phạm tội. Adam và Eva thứ nhất đã phá đi kế hoạch của Đức Chúa Trời. Con người có sự chết, phạm tội là chết. Nhưng mà Adam thứ hai là Chúa Giêsu đã cất tội lỗi thế gian đi, đem thiên đàng đến cho thế giới này. Đem thiên đàng đến cho thế giới này. Vì vậy cho nên quý ông bà nên Chúa Giêsu Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, forever. Như vậy Chúa Giêsu sai chúng ta đi để đào tạo môn đệ, để làm lễ báp têm và dạy giữ lời của Chúa, rao giảng tin lành cho muôn dân. Và Chúa đã sai quý ông bà chị em, mặc dầu dịch lệ, nhưng mà cảm ơn Chúa là phải nói là cô Hảo và Bạc Đông có một cái tinh thần rao giảng lời của Chúa, cũng đã là cũng được 5-6 người phải không bà? Thì Chúa cho chúng ta cho một đàn hổ tay để khích lại hai vị rất là yêu thương Chúa, rao giảng tin lành lúc nào cũng. Mỗi lần mà làm chứng cho Chúa xong rồi gọi mục sư để mục sư cầu nguyện. Và đó là một cái tinh thần rao giảng tin lành. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta những ngày tới mình học giáo dục thần học, mình đã có niềm tin, có lời nền tảng của Chúa xây dựng rồi, mình cũng phải rao giảng tin lành. Là có trong đó có chị Tùng, có tất cả các anh chị em chúng ta, để chúng ta rao giảng tin lành.
Và ở đây chúng ta thấy khi mà Chúa ban cho mình tinh thần mạnh mẽ, không phải là tinh thần nhút nhát. Và Kinh Thánh nói gì? Emmanuel sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế, trong câu 20 đó. Và chúng ta theo Chúa, hầu bị Chúa, làm việc Chúa, phát triển hội thánh, mình không làm một mình quý vị. Mình không đi một mình không có thiết ở lo mà. Có vua chủ tể là đấng chí cao ở cùng, hướng dẫn là ban quyền năng cho chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta cứ vững bước, cứ vững bước, cứ tiến bước, đừng có lùi bước. Thật là sung sướng khi chúng ta có Chúa như ông bà anh chị em. Nói như Giuse, chứ không sợ, chứ cần thiết, ta sợ cùng ngươi trong hội, nơi ngươi đi. Amen. Amen. Quý vị thấy lời của Chúa vững vàng khi quý vị ông bà chị em học thuộc lòng Kinh Thánh là vậy đó. Mình có lời của Chúa trong lòng, lúc mà mình gặp khó khăn mình có lời Chúa ra khỏi miệng mình, ở trong trí của mình. Nhớ đó cho mẹ bắt đọc Kinh Thánh, không hay học, giống như từ trâu vợ từ cho giờ tuổi nó giờ thì quý vị cầu nguyện con tôi nữa, hay chồng tôi cầu nguyện nó hết nổi luôn. Nhưng mà giờ cứ thương Chúa, thương xót tại cái tuổi của nó vậy, cái tuổi của nó giờ là nó vậy đó, nó ít đói, nó lại nó không biết sao. Cho nên mình ở Mỹ mình dạy con nó khó ghê lắm, phải giỡn đâu, không phải ai cũng được vậy. Cho nên mình xin Chúa thương xót thôi, chứ giờ mình không biết làm gì khác. Quý ông bà chị em ơi, cầu nguyện Chúa trong quyền năng của Chúa, và mình có lời của Chúa để mình được khích lệ, mình đi với Chúa, và Chúa đứng ở cùng mình, Chúa đứng hướng dẫn mình, Chúa sẽ dọn đường đi trước, Chúa sẽ đi trước, giống như Chúa đã cho các bác sĩ có ngôi sao dẫn đường họ. Rồi Chúa cho chúng ta, cho các bác sĩ thấy chim bao để mách bảo họ đi đường khác mà về, không phải đi đại lộ mà về đại lộ, không họ nói vậy, nhưng mà đi đường khác tại vì cái ngu kế của du hay rớt rất là nguy hiểm. Cho nên các bác sĩ có sự khôn ngoan, và Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan, Chúa ở cùng chúng ta, hướng dẫn cuộc đời chúng ta và ban phước cho chúng ta và phước hội thánh. Đó là điều thứ hai, điều thứ ba là điều cuối cùng, đó là con trời giáng thế, là làm thế nào để mình tiếp nhận Chúa Trời. Buổi tối ở buổi sáng hôm nay, mặc dù tất cả chúng ta đã tin Chúa rồi, nhưng mà nếu có quý ông bà chị em đang nhớ với hội thánh chúng ta trên Facebook, ở trên online đó, thì tôi kêu gọi quý ông bà chị em là làm thế nào để mình tiếp nhận Chúa Trời trong ngày đồng 16 câu 13, vì là how report to the king. Kinh Thánh nói gì? Khi Đức Chúa Giêsu đã qua địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp Tích, kẻ khác nói Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy, hay là một đấng tiên tri nào đó. Who do people say the son of man is? Chúa Giêsu thì nói: còn các ngươi nói ta là ai? Who do you say that I am? Matthew đoạn 16 câu 14 đến câu 17 đó, thì Peter đã trả lời: you are the Christ, the son of the living God. Chúa là đấng rít con Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa là đấng rít con Đức Chúa Trời hàng sống, quý ông bà anh chị em. Chúa là đấng rít con Đức Chúa Trời làm sống, Chúa là vua. Mình theo một đấng sống trong mày hay đấng chết? Người ta hỏi cái anh đi xe theo đạo Mít Lâm mà anh bỏ, anh không biết tin Chúa. Thì hỏi tại sao anh không theo ông Mohammed mà anh theo Chúa Giêsu. Ông nói giờ nếu mà đi đến ngã ba đó, mình có một cái người sống anh hỏi đường, hay là cái người chết anh hỏi đường? Thì người ta nói nó người sống với người chết biết đâu mà nói. Cho nên anh nói Chúa Giêsu là đấng sống. Amen. Chúa Giêsu là đấng sống, son of the living God. Chúa Giêsu là đấng sống, mình phải tin Chúa đấng sống là cái. Amen. Cho nên bài hát nếu hội chứng cơ Chúa sống ra nào là Chúa sống đâu mà ta, mình tin một đấng sống, một sống đứng từ trời. Và ông Peter rất là hay, ông Peter trả lời: you are the Christ, the son of the living God. Chúa Giêsu là đấng rít con Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Và mình đang thờ con Đức Chúa Trời hàng sống. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và Chúa Giêsu là đấng rít, Chúa Giêsu là đấng diệt tích dầu đời, nói the king of the heaven come to his creation. Quý vị suy nghĩ đi, quý vị nghĩ một vị vua thật sẽ làm gì?
Bây giờ mình nghĩ vui thật, nhiều người trong đợi ông Trump sẽ đắc cử, nhiều người trong đợi ông Biden sẽ đắc cử. Mình trong đợi ở thế gian, what do you think the real king should do? 4 năm rồi, ông cũng xuống, 8 năm rồi cũng xuống, rồi các ông vua khác lên. Nhưng mà trong Matthew đoạn 16, quý vị cùng tôi giỏi qua, tôi qua Matthew đoạn 16 đi, mình đọc. Matthew đoạn 16 câu 21, để cầm đọc. Câu 21 đọc. Kiếm ra thật không thấy luôn. 16 câu mấy mình? Câu 21 cái câu 21 sẽ đọc dùm đi. Câu 21. Câu 21 đây. Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Ok, rồi cảm ơn chị Linh. Như vậy thì chúng ta thấy, quý vị thấy là ông vua ngày hôm nay tao mong làm gì? Phục vụ dân chúng không? À. Làm lợi cho dân chúng. Hoặc là ông vua làm nước, nước mắt nhà trang thì vua lên làm gì? Ra trận đánh đổi được quân thù giống Việt Nam mình không? Cái vua ngày nay, tổng thống ngày nay đâu có đi ra trận đâu ba. Mà vua hồi xưa phải ra trận đó, cái gì năm mới vua được David mà ông phạm tội là gì? Kinh Thánh nói năm mới chắc vua ra trận, ông David ở nhà, ông nhà ông ngủ trưa xong rồi ông lầu của ông vua cao mà lầu của quan này thấp, cho nên ông vua bị ông nắm, ông nói cuối cùng ông phạm tội, thấy vào bích sư ba tắm cho nên ông nhìn ông mới tắt vào bích sư ba, cuối cùng Chúa phạt ông. Năm mới là vua phải ra trận, phải phục vụ đất nước. Vua ngày hôm nay là thôi coi như là không có một vua đó, giống như hồi xưa phải không? Không có đánh trận. Nhưng mà người ta mong ông vua làm gì? Giúp đỡ cho đất nước. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói là vua là phải chết, phải đau khổ, phải bị giết. Nhưng mà đến ngày thứ ba thì được sống lại. Phi-rơ bèn đem ngài viên ra mà ngăn cản Chúa ơi, đứa nào nổi dậy, cái chúa trời nào nổi dậy đâu. Nhưng mà ngài xây lại mà phán Phi-rơ rằng, hỡi Sa-tan hãy lui ra, làm sao ta, ngươi làm được xấu cho ta vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, xong nghĩ đến việc ngài ta. Bây giờ Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Quý vị thấy rõ ràng lời của Chúa nó ngược ông vua ngày hôm nay thì chỉ có muốn quyền năng của quyền, muốn power. Ông Peter trả lời là vua phải có quyền lực, authority, và có kế hoạch, có mưu lệnh, vua không thể chết được. Nhưng mà Chúa nói ta hay là vua, ta phải chết, ta phải chịu sự đau đớn. Chúa Giêsu nói với họ là phải chết, phải tận hiến, phải giữ mạng sống thì mất. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng mà ai phó mạng sống thì sẽ còn được. Amen. Cho nên những người hy sinh đó thì cái tiếng nó còn hoài, còn những người mà quý sự sống mình, có ngày ôm sự sống mình đó là thôi là thì chết rồi, người ta còn rủa nữa. Tại vì họ chỉ sống có riêng mình, ích kỷ. Vì vậy quý ông bà, chị em ơi, Chúa nói là, Chúa Giêsu nói là họ, Chúa phải chết, Chúa phải tận hiến, Chúa không thể nào giữ mặt sống mình, Chúa muốn chịu chết. Nhưng sau 3 ngày Chúa nói ta từ kẻ chết sống lại, amen. Ta từ sẽ chết sống lại. Và Chúa đòi hỏi ai theo Chúa phải làm gì? Từ bỏ mình mà giác thập tự giá mình, mà theo Chúa. Giác thì giá chứ không phải giác thập tự giá của vợ của con nha. Có người nói với tôi, mục sư ơi tôi khổ quá mục sư. Hỏi sao khổ? Tôi đang giác thập tự giá của bà xã tôi. Có người gặp tôi đang hỏi, mục sư ơi tôi khổ quá. Hỏi sao vậy khổ? Tôi đang giác thập tự giá của vợ tôi. Mặc mơ gì giác? Mặc mơ là giác khổ. Cây của mình giác vô xong rồi đòi giác người khác. Chúa nói là hãy giác thập tự giá mình nha quý vị. Mình mà giác chưa xong đồ giác người khác sao được. Cho nên cái giới hạn của mình giờ mình cứ chăm lo đời sống tục lên rồi trước đi, rồi là cái người khó ngẫu hay là những người thân mình cầu nguyện cho họ, thì tự nhiên nó lây. Khi mà cái sức mạnh của Chúa mình mạnh rồi tự nhiên vợ mình mạnh, mình chồng mình mạnh rồi tự nhiên cái vợ mình mạnh rồi bắt đầu chồng mình sẽ mạnh. Amen.
cái da mà xìu xìu hết là nó xìu luôn. Cho nên bây giờ là mình làm gì? Mình phải xin Chúa giúp cho mình mạnh trước đã, rồi mình mới kéo người ta được. Amen. Cho nên mình phải dắt bằng dây giá mình trước đã. Rồi, chứ đó gì nữa? Quý vị biết quyền lực thế gian ngày hôm nay, chẳng hạn như là Saddam Hussein hay là tổng thống, thì ngày hôm nay người ta có quyền lực. Ông muốn ai chết người chết. Những cái nước độc tài như Bắc Hàn là muốn ai chết thì chết. Như nước những nước cộng sản, ai muốn chết thì chết, bắt bỏ tù mình. Nói gì bậy là bắt bỏ tù. Ai mà đưa cái tin gì mà Covid là bắt đầu bắt bỏ tù liền. Hả? À, cho nên không phải giỡn đâu. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, con người có thời vinh, con người có thời nhục, làm ác thì gặp ác lại làm. Gieo gió thì gặp bão, nhưng sao đâm một sen ác quá cái cổ tôi gần ra. Chui dưới hầm á, bị lính bắt lên rồi theo cổ chết. Còn cái ông mà đại tá ra phi á, bị ông tổng thống Obama đập đổ, chui dưới cống, cái tội nó bay dưới, ông chui dưới cống vậy. Rồi xong nó kéo lên, cắt cổ chết, cái gì thấy ác không? Bây giờ bắt nước Libya bành trành luôn. Mình tên nên tôi không muốn ủng hộ chiến tranh là vậy. Những là tổng thống nào mà ủng hộ chiến tranh là tôi không ưa. Mình biết bao nhiêu đàn bà Việt Nam, quê hương mình, bà con mình chết vì chiến tranh, cái gì bước bốn đảng. Mình không ủng hộ bên nào đó, bên nào cũng có cái lý tưởng của họ, ai cũng có cái lý của họ. Nhưng mà sao? Những người quan, những người khổ, những người không còn vô tội phải chết với tay những nhà độc tài, những kẻ. Còn quý ông bà anh chị em ơi, nhiều người ngày hôm nay nói rất là giỏi, đi hô hào chính trị mà nhiều người nói giỏi lắm, cho nên có nhiều người say mê họ bỏ nhà bỏ cửa bỏ nhà bỏ con chế độ theo tổng thống theo quốc trưởng, cống hiến cả cuộc đời tôn trọng người đó. Như nào họ lưng lãnh tụ Hitler, Saddam Hussein, quân phiệt, các lãnh tụ họ theo như điên cuồng, và họ nghĩ rằng hoàng đế của họ, tổng thống của họ, lãnh tụ của họ lẫn sắc ngọt, nhưng mà vì có vị vua tốt như vậy, vị vua đó cũng sai lầm thì mình bị chôn vùi, cho thú rừng, cho bom đạn, phải không quý ông bà chị em? Mình chết mình có than cách đỡ có lưng không? Mình có than thích thích le đó hay Saddam Hussein hay quốc trưởng của mình không? Và khi chúng ta bước vào trong cuộc đời của mình, con người nào cũng có một cái say mê, có một cái đấng dẫn dắt mình, một lý tưởng để theo đuổi. Có thể ngày nay quý vị không cống hiến cho Hitler tại vì đã qua đi, không cống hiến cho Osama Bin Laden cũng chết rồi, không cống hiến cho một tổng thống nào, tôn sùng một tổng thống nào, nhưng có lẽ chúng ta cống hiến cuộc đời mình cho người khác. Ví dụ bây giờ quý vị đang cống hiến cuộc đời của mình cho ai? Bây giờ mình đặt câu hỏi không? Nhưng mà cuối cùng chỉ có đem cuộc đời mình dâng cho Chúa đó quý vị, dâng cho Chúa đó thì khỏi bị lầm lạc thôi. Amen. Đem dâng cuộc đời mình cho vua là Chúa Giêsu sẽ bảo vệ mình, cứu mình khỏi hoạn nạn, và cuối cùng đem mình tới thiên đàng mà được Đức Chúa Trời hầu đãi từng bước này cho đến bước khác của bà chị. Vâng, Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Ngài là vua trong cuộc đời của chúng ta. Ai đem cuộc đời mình dâng cho Chúa mà làm tình nguyện đó quý vị, được Ngài tôn trọng mình đến chốn vinh quang. Ngày xưa quý ông bà chị em biết thấy ông tướng tại sao ổng được tôn trọng, tại sao được vinh hiển? Này là có vinh hiển ở đây. Tại sao ông tướng ông được tôn trọng, tại sao ông tướng được vinh hiển? Tại sao? Hỏi anh á. Đánh trận. Có ai có ý kiến vậy? Tại sao không được vinh hiển? Hơi họ hy sinh cuộc đời họ cho trai trai cho dân lý tưởng họ là hy sinh cuộc đời, cũng hơi nói chút là còn cái nữa thôi mà chưa tới cho vua của họ, cho lãnh tụ của họ. Họ mới được vinh hiển. Bây giờ anh phục vụ ông vua anh mới được vinh hiển không? Phục vụ tổng thống anh mới được vinh hiển, anh mới được làm chức chứ không? Nói ngược lại đâu có được. Ông thờ một vua, ông vua hồi xưa người ta gọi là thờ vua đó. Ví dụ là ông Nguyễn Trãi đi, đứng nhờ ông Lê Lợi làm vua.
là ông Quang Trung cũng có nhiều tướng tài, sao ông làm tướng được? Phải gì phải có ông vua mình mới làm tướng được. Như dù sao cũng có ông vua, ông sai lầm, ông làm hại mình. Như ông Nguyễn Trãi, ông thờ vua trung thành, ông đem hết cuộc đời mình cống hiến cho ông vua được thành công. Sau này ông vua ông nghi, ông đem giết ông dòng họ ông Chu Duy Tôn tộc. Cái gì thấy khổ không? Khổ. Cho nên ông vua có khi ông cũng sai lầm, ông giết mình á. Giảng nào? Quý vị theo Chúa không bao giờ Chúa bỏ, amen. Theo Chúa không bao giờ bị Chúa làm hại, làm phản. Theo Chúa không bao giờ thất vọng, amen. Hallelujah. Và tóm lại buổi sáng hôm nay, chúng ta học được ba điều. Chúa Giêsu, Ngài được gọi là vua. Thứ hai, Chúa Giêsu đến thế gian theo mệnh lệnh của một vị vua. Và vua là đấng cứu rỗi cuộc đời mình, là đấng ở cùng mình cho đến tận thế. Làm sao mình có thể tiếp nhận vô trời? Mời vua là mời Chúa làm vua ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, thì Ngài được là chính là vua. Nhờ Ngài mà chúng ta được bảo vệ, nhờ Ngài mà chúng ta được đem ra ánh sáng, và nhờ Ngài mà chúng ta theo Ngài, chúng ta không sợ cô đơn quý vị. Cuối cùng cuộc đời Chúa, cuối cùng cuộc đời theo Chúa là hạnh phúc. Amen. Quý ông bà chị em thấy, cảm thấy hạnh phúc không? Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và chúng ta theo ai, theo lãnh tụ nào rồi cũng bị diệt vong. Nhưng mà Saddam Hussein, Hitler, Napoleon, Ngô Đình Diệm, theo rồi nó cũng bị chặt đầu mà thôi, phải không? Theo ai rồi cũng bị phản bội, rồi cũng bị xa lầm. Nhưng mà chúng ta theo Chúa Giêsu không bị sai lầm cái gì. Tôi dám chắc với quý ông bà chị em, có nhiều tổng thống, đảng trưởng khôn ngoan, rất là khôn ngoan trên thế giới này, ông nào là cũng chết. Họ cũng không cứu được họ, đừng nói họ cứu mình. Nhưng mà theo Chúa thì làm gì? Chúa cứu mình, amen. Theo Chúa, Chúa sẽ cứu mình. Cho nên buổi sáng hôm nay, ngày Giáng sinh gia đình, quý ông bà chị em, người không ngoan làm gì? Hôm nay tôi nói quý vị là những người không ngoan đó. Người không ngoan ngày hôm nay làm gì? Không theo đảng phái. Người không ngoan không đem cuộc đời mình cống hiến cho bất cứ ai. Hãy đem cuộc đời của mình dâng cho Chúa Giêsu là vua. Amen. Chúa Giêsu đến thế gian, người ta tưởng Ngài lập một vương quốc như là vua Herod. Nhưng mà Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Trước khi Chúa Giêsu tái lập như vậy, trước khi Chúa Giêsu tái lập, Chúa đến thế gian để làm gì? Cứu chuộc chúng ta, phải không? Đem chúng ta từ chỗ chết, bị không tội lỗi là chúng chết mà, đem chúng ta đến với thiên đàng. Và trong cái Ngài muốn làm, trước khi Ngài muốn làm vua, nhưng mà Ngài muốn làm vua trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Trước khi Ngài tái lâm, Ngài sẽ làm vua. Ngài sẽ vua trên ngôi vua Chúa, trên ngôi Chúa. Thì chúng ta nói Ngài đã tự hạ mình đi, lấy hình tôi tới cho nên đồ người tự hạ mình xuống văn phục cho đến thậm chí đến chết trên cây thập tự giá. Chính vì đó thì Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh là vua rồi. Hầu cho nên danh Đức Chúa Giêsu là mọi đầu gối nè, trên trời, dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều tung hô Chúa Giêsu là Chúa. Là gì? Là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Amen. Kinh nào kinh vua Chúa. Trước khi Chúa Giêsu tái lâm thì Ngài muốn làm vua ở đâu quý vị?
trong tâm lòng của chúng ta. Amen. Và trước khi Chúa Giêsu muốn làm vua trên trái đất này thì Ngài muốn làm vua trong tâm lòng của con cái Ngài, tin nhờ Ngài. Và hôm nay ai hỏi quý ông bà chị em, ai hỏi vua của chúng ta đâu? Không phải ông Thống Trăm đâu, không phải Biden. Vua của chúng ta đâu? Chúng ta trả lời Ngài đang ở và cai trị trong lòng của chúng ta. Amen. Ngài là Giêsu, Ngài là vua, Ngài đang cai trị ở trong lòng của chúng ta. Amen. Xin quý vị đứng lên, chúng ta cùng. Amen. Chúa chúc phước cho quý ông bà chị em. Rồi rồi, không theo một đảng phái, không tôn sùng một người nào, nhưng mà chính Chúa Giêsu là vua ở trong cuộc đời. Amen. Amen. Hallelujah. Mọi người chúng ta đến đây, mọi người chúng ta đến với Chúa để cầu Chúa ban phước lành cho mọi đời để sống của chúng ta. Tôi xin mời chị Tùng đến đây cầu nguyện qua lời của Chúa, để Chúa thực lệ mỗi ông bà chị em chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy tình yêu ấm áp và yêu của chúng ta tin là Chúa Giêsu. Hallelujah, con kính lại ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là vua của muôn vua, Ngài là Chúa muôn Chúa. Con cảm ơn Chúa những bài dạy cũng chia sẻ của một sư hôm nay cho chúng con, để chúng con phải biết rằng Chúa ở đâu? Chúa ở trong lòng chúng con, Chúa ở cùng chúng con và Ngài luôn luôn hiện diện ở trên đời sống của chúng con. Bây giờ phút này con xin Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con, gìn giữ hội thánh chúng con, ban cho chúng con những ngày tháng, những năm tháng tới thật là mỹ mãn. Xin Chúa ban cho hội thánh chúng con ở cùng một sư chúng con cũng như gia đình ông một năm mới đầy tràn ơn phước, cũng như hội thánh chúng con, cho ông bà cô bác chúng con đến với Chúa bằng một tấm lòng mình yêu thương với nhau, chia sẻ với nhau. Tình yêu của Ngài luôn tràn đầy trong đời sống, trong lòng của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho cái nước Mỹ của chúng con những ngày tới sẽ không có những dịch lệ nữa, Chúa ơi. Đó là những cái tin hư không trên báo chí để cho dân chúng của chúng con, đồng bào chúng con được sống một cái sự sống bình an, phước hạnh trong sự ban cho của Ngài. Thì Ngài nói mùa phục sinh, Ngài đến, cũng như mùa Giáng sinh, Ngài đến để đem lại cho chúng con sự bình an. Chúa đến thế gian này để đem sự bình an cho chúng con. Con cảm ơn Chúa và dâng lời tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa lần nữa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin quý vị an toàn. Ta có vài điều cần thông báo trước khi chúng ta sẽ tham dự chương trình. Thông báo là tối thứ năm tuần này, bảy giờ sáng, ngày 7:30 tối, các tập đoàn buổi tối vẫn cầu nguyện ở tại nhà thờ cũng như online. Tối thứ sáu thì chúng ta ngày 11/12, 8 giờ sẽ có học giáo dục thành học. Còn chương trình thờ phượng thì tới gần cuối tuần tôi sẽ thông báo cho quý vị biết cái tình hình của chính phủ như thế nào, thì quý vị sẽ chúng ta sẽ tiếp tục ha. Sau đây thì quý ông bà chị em có thể trả gì thi kinh thánh, rồi ở mặt sau bà phụ nữ có bánh. Rồi quý vị ai muốn hát nhạc thì lên mở laptop lên hát ha. Rồi ai muốn chụp hình thì cứ chụp hình, rồi mình dọn dẹp từ từ không sao. Đúng giờ, hôm nay đúng giờ nha. Ok. Dạ dạ, còn mình cho thức ăn rồi, cùng mình chúc phước ha. Dạ, xin chúng ta đứng lên. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa buổi thờ phượng Giáng sinh gia đình buổi sáng hôm nay. Sự phước hạnh xin Chúa là Chúa Giêsu, Ngài cai trị trong lòng của chúng con, hướng dẫn chúng con. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn tôn kính Ngài và Ngài luôn luôn sẽ ở cùng với chúng con luôn cho đến tận thế. Ngài theo dõi từng bước chúng con và hướng dẫn cuộc đời chúng con theo ý Ngài của con. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho các con cái Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Mặc dù đại dịch chúng con cấm đi lại bất tiện, nhưng mà xin Chúa Ngài ban phước cho hội thánh Chúa an ủi anh chị em chúng con, những người cô đơn, những người có gia đình, thì xin Chúa ban phước cho anh em chúng con được vui vẻ hạnh phúc. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa giữ gìn bảo vệ và chăm sóc để làm một mình tập cho các con cái Chúa bị bình an y, được bình an khỏe mạnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng tại Chúa ban phụ nữ để dùng thức ăn thích đạo chúng con. Chúa ban phước lại cho ban phụ nữ
mỗi ngày ơn càng thêm ơn để hầu về Chúa, để hầu thánh. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, ân điển, sự hy sinh, sự sống lại của Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài chẳng những Ngài sống lại, Ngài về trời, nhưng mà Ngài ban Đức Thánh Linh đến ở cùng chúng con, an ủi chúng con, đang ban cho chúng con sức mạnh để chúng con đầy dạy Chúa, để chúng con hầu việc Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu là vua trở lại. Amen. Amen. Chúa con phước cho hội thánh. Chúa con phước cho